Bảo Yến sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng máy nghiền bột đứng mới nhất hiện nay, sử dụng để nghiền các loại thức ăn thô như hạt ngô, hạt bắp, khoai sắn, đầu cá, tôm khô, vân vân, để thành dạng bột cho vật nuôi sử dụng, hay thậm chí các bạn có thể dùng để làm cắm viên. Đặc biệt máy có thể nghiền tre thành bột cho chăn nuôi dúi. Quá trình diễn ra sẽ dễ dàng và vật nuôi sẽ dễ dàng tiêu hóa hơn. Vì vậy, Bảo Yến sẽ test máy Takio TK10 này cho các bạn cùng coi. Bảo Yến đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu là các cái vụn cây đã được băm sẵn. Với tính năng mà máy nghiền bột Takio TK10 này mang lại, bà con hãy sở hữu ngay với chế độ bảo hành đang được 12 tháng và chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong quá trình sử dụng máy. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để được hiểu rõ hơn về thông tin sản phẩm. Còn bây giờ, Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.